Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là mình có một cái em gái nha mọi người. Hello, xin chào. Em gái này từ Sài Gòn đi xuống Long Hải chơi, chơi lại cô á. Rồi em nói kêu là kêu thằng bé tới uống nước. Để mình gọi, mình đã gọi thằng bé rồi, nhưng mà mình nói có mấy thằng bạn thôi ở Sài Gòn xuống tìm mình. Nó nghe mấy thằng bạn là nó giọt tới liền rồi. Thì bây giờ nó đang trên đường nó chạy tới. Bây giờ mình tranh thủ mình mở máy lên mình chào mọi người một tí. Xong mình tắt máy, mình kiếm cái chỗ, mình đặt cái góc máy, chờ nó tới rồi. Nó coi hai em này nó chịu em nào. A few moments later. Bé. Em ơi, cho ly nước nha. Chú bí luôn em. Ok. Nội hối chua đắng, cố vô. Thì đi xuống uống nước. Không. Chứ trong hối vô đây chi vậy? Cái gì? Có mấy đứa bạn, mấy thằng bạn anh nó tìm. Mấy nó đâu? Trẻ mình... không? Nghe tới mấy thằng bạn hỏi trẻ không liền. Quả trẻ không biết vô xưng hô với người ta không nội. Thì lát tới mày gặp. Lát tới chút xíu tới giờ. A few moments later. Ngồi bên đây. Bé hả? Có ai hả? Nhỏ em gái. Quen không hả? Nói làm ai cho má hai gì đó. Gì nữa hả ông nội? Nhưng giỡn xuống đây đừng có giỡn nha ông nội. Thì cái bộ giỡn đó. Bông lão ông ơi. Nãy anh nói láo mày là nó có mấy thằng bạn bạn cho mình xuống. Sao nó là nãy là có mấy thằng bạn? Thì có mấy thằng bạn mày mới tới chứ. Trời ơi, gì mà từ Sài Gòn xuống đây mà la dữ rồi. Quen anh không hả? Bà quen em gái anh, nó liên lạc với anh á, nó kêu là xuống hẹn em ra, nó coi mắt em kìa. Tao lão mượn vợ ấy chủ, tao lão luôn mà không gì đâu, luôn. Hai ba đứa luôn nè, đây nè, giờ ngồi đi em, uống nước gì? Ai vậy? Đã nói má hai kêu tiễn mà. Giới thiệu với, không giới thiệu với tụi em nè, nó em anh, nó tên là bé. Nó chưa có vợ con vậy, nó gặp gái là nó mắc cỡ lắm. Là gì nên nó ta mắc cỡ. Đây thêm hai người nữa nè. Đây. Đó. Đây. Đồ đó. Thì anh có liên lạc mà, đấy, anh liên hệ vô ngồi đi em. Bữa nay em chào hạnh cái lệnh đi. Khoan. Đó 5 người đó, má hai kêu tiễn đó. Còn giỡn giỡn ấy rồi. Không có giỡn thiệt chứ, giỡn đâu. Lên trên nhà ông vậy, xuống đây ông vậy. Hết chỗ này, hết chỗ kia ấy giỡn lâm tà la người. Người nào cũng đưa vô. Anh giỡn mèo nào, anh hỏi thiệt. Giờ bây giờ em lấy xin lễ đưa cho má hai. Để anh giới thiệu về đàn em anh nha. Nó tình bé, nó gặp gái thì nó hơi mắc cỡ một tí. Là người ta đàn ông mắc cỡ mà không. Tính tình nó hơi mắc cỡ một tí. Nhưng mà được có một cái là nó xiên lắm. Bắt tay làm quen. Bắt tay không nó thấy vậy nó mắc cỡ thôi không. Nó mạnh mẽ lắm, nhìn đẹp trai hơn ở trong sao được không trong hình chú bộ giờ hạnh về quay không? mày mắc cỡ là anh quyết định giùm luôn nha. Là gì em nói là hốt hết luôn đưa về má hai. Ủa còn đâu đưa về má có ba chịu hết luôn á. Chịu hết thì ngon, vô luôn, vô kèo luôn. Tại vì nghe anh Hùng nói má hai đang mong cháu nội dữ lắm rồi đó. Bây giờ 4-5 chị em nè, hỏi thiệt luôn. Bây giờ có ai chịu anh bé đưa tay lên một cái đi. Đây nè. Đó. Tự Sài Gòn đây luôn á. Phải là anh bé có chịu mọi người không? Chịu ai ở đây không? Dạ em có bồ chị. Có bồ hả? Không có, nó mắc cỡ nó nói vậy đó. Bồ đâu? Hết bà này, hết bà này, hết bà nội chị kia thì... Bồ đâu? Nghe má hai nói... Đi đâu cũng điều xấu rồi cả. Ê, anh giúp mày mà mày nói điều xấu vậy. Rồi vậy là ra đi về trước đi, rồi còn nhường lại 10 khác đúng không? Rút lui bớt người rồi ca. Rút lui bớt người rồi, còn lại ba em nè, nói đi. Mấy người nãy không nói đâu. Đây nè. Bạn ba người bạn đâu? Nè. Bạn nè. Trai đâu? Trai đâu trai, anh nói là có ba đứa bạn chứ anh có nói trai đâu. Rồi sao nãy sao ông nói trước? Nói trước nói sao vậy? Đâu biêu điêu biêu xấu ta mệt. Này có cái nãy giờ anh có nói tốt cho mày không? Anh có nói chỗ nào xấu đâu. Anh nói chỗ nào xấu? Chứ nói tôi mắc cỡ tôi đàn ông nó mắc cỡ vậy. Thì mày mắc cỡ nói mày mắc cỡ. Chị không giỡn, chị không giỡn. Nãy giờ em xin bắt tay. Rồi em làm quen với con bé đi, rồi giới thiệu tên của con bé. Bắt tay cái. Bắt tay mổ thôi.
Sao kỳ trời. Vậy mà nó mắc cỡ nó chịu. Nó mắc cỡ không chịu. Gì á? Để em nó dở chỗ quán sáng người ta nhìn mỏi. Em ơi là điện anh đi xuống bắt tay nha. Chịu không? Thì làm quen cái đi. Em mấy đứa em của anh không chứ ai lạ. Không chuyện trai gái bắt tay nhau. Ủa bắt tay làm quen mà. Nếu mà bé nó mắc cỡ như vậy thì anh dắt tụi em về nhà má hai nói chuyện. Nữa. Rồi giờ em bé chịu ai đây nè. Giờ em nó hỏi kìa. Dạ. Chịu ai ở đây để đi về nhà. Dạ gần có vợ rồi chị. Vậy má hai nó có đâu? Không có, tính dắt về mà sợ bà. Để nói nghe, bé nó hay cái tính nó mắc cỡ lắm. Nó ra đường nó gặp gái là nó không có dám cua. Nhây quá ông ơi. Nó không có dám. Quán sáng ta ngồi ta nhìn lum la rồi. Nó không dám cua gái, đi tới đâu anh cũng cua gái giùm nó. Bây giờ anh hỏi em là, cho hỏi em tên gì? Em tên Hạnh. Là hồi sáng là em là người gọi cho anh đúng không? Đúng rồi. Là em liên lạc xuống, em nói là nếu mà anh dắt bé xuống được, em coi được á, thì là nói chuyện với má hai sau đúng không? Đúng rồi. Rồi em tên gì? Dạ em Thị. Em tên Thị, còn em tên gì? Hưng hả? Hương hả? Hương nè, Hạnh nè, Thị nè. Tên nào cũng hợp với bé hết luôn á. Tên nào cũng mà hợp cái mặt ông á thì được á. Mày ra ngộ rồi dắt cái bả rồi mệt. Ngày một ngày cứ ngày nào cũng 2-3 dứt ai vậy nổi. Bây giờ bé nó mắc cỡ không? Bắt tay cái coi làm gì mà khép nép dữ vậy trời. Kỳ cục chuyện chứ. Tôi nhìn lum la. Để nó mắc cỡ lắm, để anh nói cho nghe là bé thì nó cái tính nó hay nhát. À, mà má hai á có dặn anh rồi, anh nói má hai nói là nó đi chơi với anh á, thí dụ gặp em nào mà đồng ý á là cứ đeo về cho má hai hết à. Bà nói nào? Có má dặn anh mà. Bà đừng có nói người ta. Bởi vậy anh cũng khổ với nó lắm. Thì nãy giờ không chở con em gì ra đi đâu chặt phá người ta. Thiệt mà, Hạnh điện thoại từ Sài Gòn đi xuống đó đây tìm bé mà đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Tại vì má hai có nói là tại nó ai má hai cũng cơm. Cái gì? Dễ con. Ăn cơm gì mới ăn cơm đi xuống mà về ăn cơm nữa. Chưa ăn. Chưa ăn, nãy anh gọi em nói ăn cơm rồi. Dẫn ngoại trời ăn sao chịu nói. Hỏi ăn cơm chưa, nói ăn cơm rồi, về ăn cơm rồi đi xuống với mấy đứa em của anh uống nước chung nè. Rồi nó chạy xuống liền. Được không? Về cái gì đâu mà về. Giỡn kỳ. Không thiệt chứ giỡn gì. Người ta nói thiệt đó, giỡn đâu mà giỡn. Ngạc cái đi, nó nhìn ám nhìn quê chết. Làm gì mặt đỏ kè vậy ông? Đi nắng không thấy hả? Dạ, giờ không chịu ba người đây là chị giờ thôi gọi anh kia xuống nha. Anh bé là anh nhát gái lắm, anh cứ ra đường anh hoài nói vậy hoài luôn. Phải nói cho người ta biết, ta nắm bắt được cái đúng không? Nhát gái vậy mà. Anh gặp gái là anh cứ e thẹn, anh cứ quấn cái tay anh vậy nè, anh sấy áo rồi. Vậy thì vậy chứ em thấy thằng Phước Cẩu ra ngồi cái bên đó lột đỡ gì lễ đồ cho Phước Cẩu đồ ăn rồi. Không có, là bạn á. Bạn em. Đây má hai cũng buồn lắm, má hai có nói vậy nè, má hai nói là ba mấy tuổi rồi mà cứ gặp gái là nhát rụt rè không à. Rồi má hai giận á, nói Hùng ơi, nó đi chơi với mày á, mày ra đường mày gặp mọi người nãy giờ chuyện chị đời tư tao còn kể hoài luôn. Mày gặp ai mày cua về cho má hai cũng được. Trời anh cũng khổ luôn á, anh ra đường gặp gái là anh cua, anh gặp gái anh cua à. Cua. Cái đó là khó luôn. Đúng rồi, má hai lớn rồi. Má hai lớn tuổi về rồi. Về hoài uống nước đi vậy. Ngồi nói chuyện với mấy em đây coi làm gì mà ngồi cái gì mà ngồi cái gì mà ngồi ngồi ngay ngồi giỡn giỡn để em gái ngồi em của anh làm quen tí đi nhìn quê mà ngồi gì bé bé nó rẽ cái ghế ta đòi anh nè cái gì mà ngồi cái gì mà cái gì vậy sao vậy tự nhiên đi ngồi thông thả lại uống nước lại về bây giờ nói chuyện làm quen đi. Mà mai mốt anh dắt bé lên Sài Gòn chơi ha, lên tìm mấy đứa chơi. Lên Thủ Đức thì đẹp em nữa. Nãy giờ nhìn anh bé thấy anh bé làm sao nè? Đẹp trai. Đẹp trai đó. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Mạnh mẽ không? Mạnh mẽ rồi, mẹ tiếng em thấy mồ luôn. Tướng như Trương Phi luôn. Vậy mà. Thấy không bắt tay nè chuột nè. Vậy mà mấy thằng quỷ ở sớm, vậy mà quấn tại thằng bé nó mắc cỡ á, rồi mấy thằng quỷ ở sớm cứ ghẹo chọc nó nói là nó làm như thôi bỏ. Cứ nói nó vậy không à, mà nó vậy bởi nói chuyện tào lao khui đầu tư người ta không à. Ủa mấy đứa này cũng em anh à, mà nó cũng mến em, nghe nói có thằng em vậy nó cũng từ Sài Gòn lặn lội xuống tìm em chứ hướng gì nữa. Mà có ai mấy đời mà cọc đi tìm Châu không? Châu là sao?
thì ta nói trâu đi tìm cọc chứ ai mà cọc đi tìm trâu đó. Mà người ta phụ nữ, người ta vì mày, người ta từ lặn lội từ xa bỏ xuống. Ông, cái bỏ ông, cái ông nói xàm á. Người ta hiểu lầm á. Mày làm khổ anh biết bao nhiêu lâu rồi bé. Đi tới đâu mày cũng để anh cua gái giùm mày không? Vụ cua gái giùm thì vụ đó nữa. Chứ bà má hai không nói vậy, mất mớ thì tao đi cua gái giùm mày. Toàn là hẹn ra. Anh cua có được em nào cho anh ấy chưa? Giỡn, nãy giờ anh giỡn vậy. Không, anh hơi là đó, anh đưa số má hai đi em điện luôn. Ừ, vậy thôi đây, không mấy mấy anh em mình kéo về nhà má hai đi là nó tào lao quá. Ăn uống về trưa má hai về mừng lắm, má hai mà gặp mấy bạn gái về nhà má hai mừng lắm. Về nhà má hai ăn cơm nước luôn luôn. Đi đi, bé nó kêu về kìa. Về nhà ông á? Không, về nhà má hai, đưa về má hai mà anh có hứa với má hai rồi. Ngồi la chỗ nào còn quán khá chứ còn ta đuổi không bây giờ á, có ai quê á. Làm gì đâu đuổi, con vô uống nước ngồi. Mày ngồi ngay ngắn lại coi. À, ngồi coi làm gì thiệt tình luôn á. Lâu tưởng mà Sài Gòn mới vô rồi là mới ra đây mà làm gì tự nhiên đi, cứ để tự nhiên đi. Rồi Thành nói gì nói đi rồi mấy anh em mình kéo về nhà má hai. Rồi nói gì nữa, giỡn nó, nói mệt đúng không? Thấy coi clip mà thấy anh bé đẹp trai nè. Nói nào ngay. Sẵn đi với cô, sẵn đi để gặp mặt anh bé nè. Hạnh chào anh dắt xuống nói chuyện với má hai đó. Hạnh khoái bé đúng không? Thấy bé khoái cũng nữa. Sao biết tánh được ta nói trước à? Ủa thì giờ tìm hiểu, bây giờ mình xuống nói chuyện tìm hiểu. Anh đạo vậy? Có liên lạc với anh rồi. Hạnh nói là đi xuống với anh mười dắt anh bé tới cho em giới thiệu em là mai em dưới. Tại vì nghe nói là anh bé nhiều người, anh bé cũng kén chọn. Lớn tuổi rồi, đâu còn nhỏ đâu, là ba mấy rồi. Bố của em tới 40 tuổi có vợ gì? Bố ai 40? Nó nói thầy bói coi bói nó tới 40 rồi. Ở đâu à, chị đi coi dưới rồi. Dưới kia. Chị là đâu? Những vợ mà giờ tiểu bây giờ nó nhìn có trừ. Ý là bé nó nôn quá, nãy giờ. Tại vì bé nó chuyện lớn tiếng nên nhìn nó. Nãy giờ bé nó nôn, nó kêu là dắt Hạnh về nhà để cho má hai nói chuyện chứ nó. Tôi nói nãy giờ ngồi cãi lộn không? Ai nói trước thì nhà nào á. Mệt à. Nó mắc cỡ lắm, nó gặp gái nó không nói gì được. Ý anh nghe lộn mẹ, ông mẹ có ngày không đi đâu, chọc kẹo tao, không phá tao không à. Đâu có chọc đâu, nó thiệt mà. Rồi Hạnh có ý gì Hạnh nói đi chứ còn đó. Nó không nói được đâu. Thì nó nói là đây ra là chẳng biết là đi với cô để gặp bé luôn. Công 2 triệu. Nói chuyện nghe giỡn mà tỷ không? Gì? Người ta thích. Mày nói chuyện đâu á bé. Tự nhiên ta tới ta tìm mày. Người ta thương người ta mới tìm chứ sao nãy ông nói thiệt. Nói thiệt gì? Nói thiệt sao? Hồi nãy em nói thiệt rồi, anh nói chạy xuống đây gặp 3-4 đứa em gái nè. Ông nói em gái không? Có. Mẹ nói có 3-4 đứa em gái xuống làm quen. Chắc em gõ vậy. 3-4 thằng bạn. Rồi sao mà bạn sao? Bây giờ trai sao mà gái sao? Tự nhiên. Ngồi xích anh nè, làm cái gì mà ngồi ẩm kiếp nét dữ vậy đó. Về nhà không đúng không? Bẻ là lát kỹ ngón tay luôn bây giờ đó. Sao được không? Em gái tuy lớn tuổi một chút nhưng mà thiệt lòng. Vậy em coi mong không? Nó nói tình yêu đâu lớn, có tình yêu đâu hơn mình tuổi tác đâu. Đúng rồi, dạ. Gái lớn hơn em á. Có bồ chị không? Gái này 47 tuổi rồi. Đâu bồ đâu, có mặt đứa đẹp gái không? 47 tuổi rồi, tuy lớn nhưng mà chịu. 47 tuổi lớn hơn tôi con giáp luôn á. Thì người ta chịu. Ủa chứ không có coi cái clip mà bà kia 62 nói hả? Ở Biên Hòa ở Biên Hòa có ông bà đó bà sắm tuổi sắm mấy tuổi bà lấy trai mười mấy tuổi luôn kìa. Có không ơi? Có thiệt đó, ở trên vô chợ cái bà gì ở ngoài Biên Hòa lấy nữa hai mấy tuổi đó. Thôi đi anh ra anh trả tiền đi về với má hai. Đi về nhà ông không? Đi về đi về với má hai luôn à. Anh dắt Hạnh về nhà chảnh mà anh có hứa giỡn không ơi? Nào giỡn không ơi? Để thì chứ giỡn nè mày. Không thiệt đi em Hồng ơi. Anh gọi cho má cái rồi, anh gọi cho má hai. Chờ anh chúc với Hạnh. Tôi làm ơi. Chờ chúc với Hạnh để anh gọi cho má hai cái. Alo má hai hả?
Dạ dạ. Con á, con á, con Hùng lắm á. Ờ chỗ này. Chỗ này hơi ồn. À, có em gái tên Hạnh cũng bốn mấy tuổi rồi má. Bây giờ đòi kêu con dắt về cho má hai nói chuyện nè. Thằng bé nó chịu rồi, thằng bé nó chịu rồi. Bây giờ là con chuẩn bị con dắt Hạnh về nhà chảnh nha má. À dạ dạ. Chịu bốn mấy tuổi nhưng mà người ta chịu nó. Dạ. Rồi rồi. Rồi rồi đi Hạnh, má hai đồng ý rồi. Làm gì? Sao khóc? Tự nhiên bạn gái tới tìm mà khóc gì? Trời ơi. Lần đi đi về, đi về nói chuyện với má hai. Em ơi. Đi tính tiền nước mía em.